Nó trốn nợ rồi đại ca. Hôm nay tao phải xin bằng được ngón tay của nó. Lật tung khu phố này lên. Địa chỉ đây rồi. Xin anh, con còn nhỏ mà, chúng ta có thể làm lại được mà. Mày đẻ, mày tự đi một lui, không liên quan đến tao. Ông ở đây làm gì? Nhà to quá nhá. Ui, ngựa cơ. Mời ông ra ngoài cho. Tao đây tìm con trai tao, mày có quyền gì đuổi tao? Đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Tao là ba nó. Một nửa căn nhà này là của tao. Trước mắt tao cần 200 triệu để trả nợ. Tôi không có tiền. Mày bắt buộc phải có tiền. Không sao đâu mẹ. Mẹ hơi mệt rồi. Cả tuổi thơ của tôi đã vừa phải làm mẹ, luôn trách nhiệm của người ba. Hai mẹ con mày.